vòng quanh cái nào đó con này nè, đủ đi đi vòng vòng không có cái thùng đó con, cái chở lên là nó phóng lên xe luôn, nó có thùng nguyên lòng luôn. Ủa trăng bự. Hàng lòng có 14 cái chuột à. Dạ. Ký được nhiêu? Ký được 30. Ở đây lúa chín chắc còn đặt dài dài được mà. Sao ai biết tôi chở chó đi hoài nữa trời. Nó ngồi trên xe nó như đứa lúc chị đi đâu có chở thì tới đó vậy đó. Mà nó ngồi được một lần rồi là nó ngồi hoài đó. Để mà đẩy xe ra là nó lên nè. Thế đụng tới cái son chỉ cần đội cái nón bảo hiểm lên là nó biết rồi đó. Là nó nhảy lên nó đứng trên xe trước rồi. Thấy được hay không? Ở đậu đây bữa với hai cái canh đồng lúa xanh luôn đặt bển, mình ta khai nước ra đặt mới được. Đúng rồi. Ngày kiếm được mấy chục ký? Trời ơi cũng hên xui đó chứ. Bữa hai chục hay ngoài ba chục không chừng. Vô chừng vô đổi luôn. Lại rồi. Có mùa nào là đặt được nhiều nhất ta? Tháng 4. Mưa. Ở đó rớt chừng gặp xuống là 30, 40, có khi 50 nữa. Này mấy anh em ta đi ghe đặt 7 chuột nè. Hả? Này mấy cái 7 nè. Tới đây dở mấy giờ, lúc mấy giờ mình dở vô? 4 giờ con đi rớt dở vô à. À, gánh lai rai vô đây là vô tới sáng hơi 6 giờ. Dạ. Dạ. Để mai chạy xuống coi quay cái cảnh mấy ông gánh chuột vô coi. Chứ đi sớm quá quay không thấy. Dạ, có 7 giờ đó đâu đi vô. Mai chủ nhật à. Chó này mà mình có thời gian mình dạy nó khôn lắm. Mà nó làm gì mà ông la nó một hai lần là nó nhớ. Bỏ đói nó cũng ăn tú hết nè. Ở miền Tây người ta có cái nghề là nghề đi 70 đồng. Hến thịnh ký giờ bán được nhiêu rồi con? Trời ơi. Cái này sao thấy tụi nó lặn ống hơi nữa không? Cái đó mới hả?
Trời, thấy nó lặn xuống, nó ngậm ống hơi, nó lặn xuống dưới luôn. Này là hến nước ngọt. Ngày con cào nhỉ, tính hến thịt ra được bao nhiêu ký? 20 ký rồi, trừ tiền xăng còn 100 ngoài không? Cũng sống được, ai ở dưới quê sống được, 200. Chứ đi làm công người ta cũng vậy à. Mình tự mình làm luôn khỏe hơn. Bữa nào vui rồi làm, bữa nào làm biếng ở nhà. Còn đi làm công ty rồi mà làm ông ấy thì chửi tới chửi lui, chứ không có vợ con rồi cũng hơi rối à. Mà già ra ngoài thì cũng đâu có ai thuê đâu. Lớn lớn tuổi chút là nó không múc. Rồi vô mấy công ty rồi ba ngoài 40 là nó hết muốn thuê ông rồi. Dạ dạ thì về quê coi cháu. Giờ vô mấy cái shop, vô mấy cái làng toàn là ông già bà già với con nít không à. Không cần dịch hả? Mấy lưới này lưới dịch rồi. Em nên cao bằng cái cây vợt. Hến này bắt đâu có mùa, nó bắt quanh năm suốt tháng luôn hả? Này em đãi cho bùng ra. Giờ ấy giá. Có lý quá chứ. Vợt nhị được 1 ký không? Vợt nhị hơn 1 ký hả?
cái ngọn chùa này là chùa Sa Tó hay là chùa Tây Tôn. Chiếu thị ở Vĩnh Phước đó nha bà con. Dòng sông quê tôi